Hello, xin chào tất cả các con học sinh lớp 2 nha. Các con học sinh lớp 2 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số hạng tổng trong sách giáo khoa toán lớp 2 cánh diều nha các con. Ta có phép toán 4 cộng 2 bằng 6. 4 là số hạng, 2 là số hạng, 6 là tổng. Và chú ý 4 cộng 2 cũng gọi là tổng. Bài số 1. Nêu số hạng tổng trong mỗi phép tính sau. 35 cộng 2 bằng 37. 35 là số hạng, 2 là số hạng, 37 là tổng. 35 cộng 2 cũng gọi là tổng. Như vậy đây là số hạng. Và đây được gọi là tổng. Và 35 cộng 2 cũng gọi là tổng. Đây là số hạng. Đây là số hạng và đây là tổng. Và 18 cộng 50 cũng gọi là tổng. 18 cộng 50 bằng 68. 18 là số hạng, 50 là số hạng, 68 là tổng. 18 cộng 50 cũng gọi là tổng. Bài số 2. Tìm tổng biết các số hạng lần lượt là 10 và 5. Như vậy tổng sẽ là 10 cộng 5 bằng 15. Và đây sẽ là 20 cộng 30 và bằng 50. Thực hành lập tổng. Mỗi bạn lấy hai thẻ số và nêu tổng lập được của hai số ghi trên hai thẻ đó. Mình có tổng là 3 cộng 5. Mình có tổng là 10 cộng 40. 3 cộng 5 là bằng 8. 10 cộng 40 là bằng 50. Như vậy đây mình có các tổng là 4 cộng 20 bằng 24. 4 cộng 2 bằng 6. 4 cộng 30 bằng 34. 20 cộng 2 bằng 22. 20 cộng 30 bằng 50. Và 2 cộng 32 bằng 34. Các con học sinh lớp 2 thân mến, bài học số hạng tổng trong sách giáo khoa toán lớp 2 cánh diều đến đây là hết rồi nha các con. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con và hẹn clip sau nha. Bye bye.